Tỉa chân nhang bàn thờ thần tài, đừng tùy tiện nếu không muốn mất hết tài lộc, nghèo đói cả đời. Vâng, hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, Diễm Quỳnh thật sự rất vui và biết ơn vì thời gian qua đã nhận được rất nhiều những câu hỏi cũng như là những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị về chương trình. Và đó sẽ là nguồn động lực to lớn để giúp chúng tôi cố gắng hơn nữa để có thể mang lại những thông tin, những nội dung hấp dẫn và quan trọng. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chắc hẳn chúng ta đều biết, đối với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng thì lễ nghi phép tắc cũng như là tín ngưỡng thờ cúng là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt là việc thờ thần tài trong làm ăn kinh doanh. Ban thờ thần tài thì luôn mang ý nghĩa linh thiêng đối với mỗi gia đình. Vào ngày cuối năm thì việc vệ sinh và chăm sóc cũng như là lau dọn ban thờ thần tài lại càng được các quý gia chủ lưu tâm, để ý. Và bao giờ cũng vậy, quý vị cũng tự hỏi rằng là đối với việc hương khói thì chúng ta có nên rút chân nhang ban thờ thần tài vào ngày nào cuối năm thì rút chân nhang hợp lý nhất. Nếu chưa thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cứ đến những ngày tháng cuối năm vào khoảng từ 23 đến 30 tháng Chạp theo lịch âm, mọi nhà lại thực hiện công việc rút chân nhang trên bàn thờ thần tài và bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên công việc này lặp đi lặp lại hàng năm, nhưng đối với những người mới chưa từng tỉa chân nhang thì sẽ gặp phải không ít khó khăn. Hơn thế nữa, bát nhang được xem là một vật linh thiêng trên bàn thờ gia tiên. Đây là vật để gia chủ có thể tỏ lòng thành tâm, tưởng nhớ tới các vị tổ tiên thần linh khi đã phù hộ cho gia đình có một năm may mắn phát đạt. Vì vậy, không được thực hiện tùy tiện hay là thích lúc nào, tiện lúc đó. Cần phải cẩn trọng để tránh những động chạm khiến cho gia chủ không được may mắn trong năm tới. Và sau đây, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp các bạn biết được cách rút chân nhang bàn thờ thần tài và bàn thờ gia tiên đúng và chi tiết nhất. Mỗi một nén hương trên bàn thờ thần tài là một thỉnh cầu của gia chủ về gia đạo, về kinh doanh, làm ăn buôn bán, mong đợi được thuận lợi và may mắn. Đồng thời, việc thắp hương hàng ngày cũng thể hiện lòng thành kính thành tâm của gia chủ đối với thần tài thổ địa. Theo phong tục tập quán của ông bà ta thời xưa, việc rút chân nhang là việc vô cùng quan trọng. Bát nhang sau một năm thường có nhiều chân nhang và cần phải tỉa bớt để gọn gàng hơn. Việc này còn giúp tạo sự thông thoáng, vận khí tốt hơn, tài lộc dồi dào hơn. Ngày rút chân nhang, rút chân hương thần tài thường là ngày 23 tháng Chạp. Với một số gia đình không sắp xếp làm đúng ngày thì có thể thực hiện vào ngày khác. Trong mỗi gia đình người Việt đều có bàn thờ gia tiên, còn bàn thờ thần tài thường thấy nhiều hơn ở các cửa hàng của những người làm ăn kinh doanh. Việc rút chân nhang là việc nên làm để dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, việc rút chân nhang không nên tùy tiện mà nên làm theo đúng cách, có văn khấn và cũng như là thủ tục xin rút chân nhang một cách cẩn thận, tỉ mỉ để không làm ảnh hưởng đến sự linh thiêng của nơi thờ cúng, cũng như văn hóa đời sống tâm linh của người trong gia đình. Trước khi rút tỉa chân nhang bàn thờ thần tài, chúng ta cần phải chuẩn bị rượu trắng pha với gừng giã nhỏ để phục vụ cho việc lau rửa các vật dụng trên bàn thờ. Không nên dùng nước lã để lau bàn thờ. Nếu không có rượu trắng, bạn có thể hòa nước đun sôi để nguội với gừng để sử dụng. Thường thì các gia đình sẽ chuẩn bị lễ vật nhỏ như hoa quả tươi hay bánh kẹo để cúng vái xin ông bà cho rút chân nhang. Thường thì sẽ chuẩn bị một đĩa hoa quả, một đĩa tiền vàng, cùng với đó là 5 chén rượu và 5 chén nước, thêm một đĩa trầu cau và 10 bông cúc vàng chia thành hai lọ để hai bên. Sau đó gia chủ trong nhà thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên cũng như thần linh thổ địa về ngày giờ thực hiện rút chân hương. Bình thường thì thủ tục này sẽ diễn ra trước một ngày thực hiện rút chân hương. Vì vậy khi vệ sinh cần phải rất cẩn thận và thành kính, dưới đây là những nguyên tắc mà bạn cần phải nắm rõ. Rút chân hương bàn thờ thần tài bằng cách rút nhẹ từng chân một, hạn chế việc nắm một bó chân hương. Gia chủ nên lưu ý chọn để lại những chân hương đẹp nhất, để lại chân nhang theo số lẻ là 3, 5, 7, 9. Số hương lược bớt, mang đi hóa hoặc là cắm ở gốc cây trong vườn nhà. Việc tỉa chân nhang và thay cho bát hương đều ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy và tài lộc. Vì vậy, bạn cần phải hết sức lưu ý một số vấn đề sau. Trước khi tiến hành thì cần phải khấn vái và xin phép thần tài hoặc tổ tiên rồi mới được thực hiện. Đối với đồ thờ ở trên bàn thờ, bạn nên lưu ý chỉ được thay đổi và di chuyển vị trí của bình hoa, chén nước hoặc chén rượu, còn bát hương phải luôn được đặt ở một vị trí và tuyệt đối không được dịch chuyển. Trong quá trình lau chùi vệ sinh bàn thờ, bạn phải luôn thực hiện bằng khăn sạch và khăn đã giặt. Tuyệt đối phải để các đồ thờ cúng trên cao trong quá trình lau dọn, không để dưới đất hoặc chỗ mất vệ sinh. Quá trình vệ sinh cần phải hết sức nhẹ tay, cẩn thận tránh va đập mạnh, làm bể hoặc là các đồ thờ cúng sẽ bị rớt rơi. Đây là điều tối kỵ nhất trong phong thủy tâm linh.
bát hương bằng đồng không nên rửa bởi vì sẽ gây mốc nên chỉ lau bằng rẻ ẩm, sau đó nhớ lau khô. Cuối năm cũng là thời điểm có nhiều lễ cúng quan trọng để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán như là cúng tất niên, cúng giao thừa. Đây đều là các nghi lễ quan trọng trong những ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam, cho nên bạn cần phải nhớ chuẩn bị sao cho thành kính và nhớ mang những chân nhang đã được rút đem đi hóa vàng, hoặc có thể cắm ở gốc cây hoặc là chôn dưới đất trong vườn nhà. Vệ sinh bàn thờ thần tài bằng rượu đã chuẩn bị ở trên bằng khăn lau sạch, không nên dùng rẻ lau nhiều thứ để lau bàn thờ mà nên chuẩn bị riêng. Gia đình nào tiến hành tỉa chân nhang thì cũng nên lưu ý về chọn người thực hiện. Bạn nên chọn người chỉn chu và cẩn thận để thực hiện một cách thành kính nhất. Trước khi thực hiện, người đó nên tắm rửa sạch sẽ và thay đồ để đảm bảo sự thành kính. Hiện nay có rất nhiều quan điểm xoay quanh vấn đề có nên tỉa chân nhang trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo, tức có nghĩa là ngày 23 tháng Chạp. Đại đa số thì cho rằng nên dọn bát hương tỉa chân nhang sau ngày 23 tháng Chạp. Số khác lại cho rằng sang tháng Chạp là gia chủ có thể tiến hành tỉa chân nhang, sau rằm tháng Chạp là tốt nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ nghiên cứu nào khẳng định tỉa chân nhang trước hay sau ngày ông Công ông Táo là đúng. Tuy nhiên, phần lớn các gia đình đều tiến hành tỉa chân nhang, lo dọn bàn thờ sau ngày ông Công ông Táo về trời. Không những thế, việc vệ sinh bàn thờ cũng cần phải được lưu ý. Chúng ta nên chuẩn bị một chiếc khăn lau bàn thờ riêng để lau chùi vệ sinh bàn thờ, tránh dùng các loại rẻ lau chung khác. Không nên lau chùi bàn thờ hàng ngày mà đến dịp quan trọng như ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng hay rằm tháng 7 âm lịch hay là 23 tháng Chạp trở đi. Việc rút chân nhang là việc vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, để chọn người làm việc này thì gia chủ cũng cần phải lưu tâm. Trong gia đình, ai cũng có thể rút chân nhang được. Tuy nhiên, bạn nên chọn người có tâm thành kính nhất, chỉn chu, làm việc cẩn thận thì việc rút tỉa chân nhang sẽ trở nên tốt hơn, suôn sẻ hơn. Gia chủ cũng chính là người nên rút chân nhang. Nếu như gia chủ vắng mặt thì tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể làm được, miễn sao người làm có tâm thành kính thờ cúng. Lưu ý trước khi rút chân nhang cần phải mặc quần áo chỉn chu, kín đáo, tắm rửa sạch sẽ rồi mới thực hiện. Văn khấn xin rút chân nhang bàn thờ thần tài cũng vô cùng quan trọng. Để có thể có bài văn khấn chuẩn phong thủy nhất, quý vị hãy liên hệ ngay tới số hotline của chúng tôi để được thầy Gia Cát, bậc thầy về phong thủy Việt Nam, hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất. Khi thực hiện rút tỉa chân nhang, chúng ta cũng đồng thời phải thay cho bát hương thần tài. Đây cũng là một thủ tục cần thiết trong công việc rút chân nhang bát hương trên bàn thờ thần tài. Sau đây sẽ là một vài lưu ý trong phần này. Đối với mỗi lần thay chân nhang bát hương, chúng ta cũng nên thay cho bát hương và nên chọn cho rơm sạch hoặc là cát sạch để thay thế cho tro cũ vào bát hương. Khi mà thay tro cũ, chúng ta nên để lại một ít tro cũ lại bát hương. Một mẹo nhỏ để việc thay tro sạch sẽ không phải vệ sinh nhiều đó là chuẩn bị một miếng vải hoặc là một ít giấy báo để đựng tro. Trong khi đổ tro mới vào bát hương cũng như quá trình rút chân nhang bát hương, chúng ta nên để bát hương trên một tấm vải hoặc một tờ báo để tàn chân hương cũng như là tro không bị rơi vãi ra ngoài, khó dọn dẹp. Sau cùng, đặt bát hương về vị trí cũ, cắm lại chân nhang theo số lẻ vào bát hương. Nên cắm cả cụm chân nhang, không nên cắm lẻ tẻ mỗi chỗ một chân nhang. Và cuối cùng, vệ sinh và lau chùi bàn thờ một cách thành kính rồi mới đặt bát hương lại vị trí. Lưu ý khi thay cát tro trong bát hương, chúng ta cần phải thành kính, có hành động dứt khoát. Ngoài ra, chúng ta cần phải đặt bát hương ở nơi sạch sẽ và thoáng, cần phải khấn vái, xin phép bậc bề trên mỗi khi sắp xếp lại bàn thờ. Lưu ý, không nên di chuyển bát hương trong quá trình vệ sinh. Khi lau chùi bát hương, cần phải chuẩn bị khăn sạch và rượu gừng hoặc là nước sạch với gừng, một tay lau, một tay giữ bát hương để không bị xê dịch xoay chuyển. Nếu có điều kiện, gia chủ nên sử dụng bát hương bằng sứ để chuẩn phong thủy, mệnh thổ. Đặc biệt với bát hương bằng đồng thì không nên nhúng nước, rửa mà nên dùng khăn ẩm để lau và lau lại cho thật khô để tránh hiện tượng mốc xanh. Quý vị thân mến, sau khi đã rút tỉa xong, chúng ta cũng cần phải lưu ý nên để lại ba chân hương cũ. Trong thuyết âm dương lưỡng hợp, số lẻ tượng trưng cho cõi dương, số chẵn tượng trưng cho cõi âm. Số dương nhỏ nhất là 1, số âm nhỏ nhất là 2. Cộng thêm hai số nhỏ của âm dương bằng 3. Đây là con số tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương, là sự phát triển bền vững, trường tồn, may mắn và thuận lợi. Trong đó bội số của 3 là 9, tượng trưng cho đỉnh cao, cho sự hạnh phúc, an lành và viên mãn. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của Phong thủy Gia Cát. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi thì quý anh chị có thể rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình cũng như là có thêm những lưu ý cần thiết khi mà thực hiện việc rút chân nhang trên bàn thờ thần tài để không đánh mất lộc.
Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc thì xin mời tất cả quý vị hãy liên hệ ngay tới số hotline của chúng tôi 0327726336 để được thầy Gia Cát và đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tư vấn nhanh nhất. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.